Nào cho hòm đi baby. Dính cái hòm. Đấy rồi. Hòm đâu? Bên kia. Bên này. À. Cho dính một cái. Đây rồi, có hòm rồi anh em ơi. Du học. Súng tui thế. Ui ui. Nhìn nó xếp hàng dài luôn. Nhìn sướng chưa? Phê không? Ui lúc là gần. Ui lúc 2 sao, lúc 2 sao. Ngon, có lúc 2 sao luôn. Ủa mày quá anh em, tí nữa thì mình định nhặt hòm kia hòm nữa. Rồi đi du học anh em ơi. Tiếc nhờ, mình đang đi kiếm quả kia. Kiếm ấy, kiếm phân thân anh em. Thế này, cái kiếm đỏ đỏ này. Nhưng mà hơi khó anh em ạ. Mình nhặt rất là nhiều hòm rồi nhưng mà chưa bao giờ được cả. Đen ghê. Thôi lùng lại gần tạm vậy. Tráng miệng này. Úi dồi, đông 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 đông. À, nhìn cái hòm phê thế. Nhặt đi. Ơi tao lại nhặt thật kìa đây. Ôi tao lại có quyển xem sao pháp thuật. Sao mình có cái gì đây? Đây rồi, cuốn sổ tử thân. Cuốn sổ của Harry Potter. Ôi nhưng mà cái này cái trưởng cái gì? Ơ mình tưởng nó là đang đuổi chứ. Trúng kìa. Ui mẹ cuốn sách ma thuật đấy các bạn. Nó là ma thuật nhá. Cái chiêu của nó thì kiểu như là nó sẽ tự động đuổi vào thêm kiểu như theo hướng trước mặt anh em. Thì nó sẽ lao đến cái hướng mà có con zombie gần nhất. Đấy, thấy không? Đấy, tự chúng đây. Đấy, chúng kia. Đồ, xịn xịn xịn. Ô, cái em để nhá, cái này nó không có đạn đâu. Hay là không có năng lượng. Thế là em có thể dùng được mãi luôn mà. Ô, thôi, thôi. Đồ ngu cút mẹ mày đi. Đang ngon trời ơi, cuốn sách pháp thuật. Nó là vũ khí phụ anh em ạ. Không có chuột phải. Và là vì như là ma lực kêu lượng ma thuật của nó là không bao giờ hết. Hay ta đấy nhiên làm ra để nó giết cái đấy. Nhìn cái đồ đấy rồi kịp. Ủa tôi trốn đi, có khi mình được làm hero đấy. Trốn đi, một đứa nữa thôi làm là mình có thể làm hero anh em ạ. Một đứa nữa làm xong đi. Đúng rồi, đây rồi, hero đây rồi, hero của chúng ta rồi. Một nồi luôn, một nồi đúng rồi, cứ chung vào chuồng đi, đúng rồi, chung vào chuồng. Chung chuồng vui lắm ạ. Đông vui thế nhở. Xin nhẹ cái lỗ tai nhá. 6 con chết luôn kìa. À, lý ra mình cứ từ từ thôi là được rồi. Mình lại cứ ham, thế là con đầu to nó vả chết luôn. Đáng chết sướng ấy ạ. Cái cuốn sách ma thuật hay thật. Cuốn sổ tử thần. Đuổi đây. Rồi, đuổi sao được. Ui. À, ra đây. Láo thật đấy. Ok. Một nồi zombie đây kia kìa. Ôi. Trời, đông vậy. Ô có cái gì đấy? Có cái chiêu của con gì đấy? Ơ. À. What? Đấy, em nhìn thấy cái sáng không? Để chơi này. Ơ, à, đâu nhỉ? Ơ à, sao có cái nguồn điện ở đâu ra này anh em này? Ui. Nhìn như kiểu một cái tia cầu vồng nhưng mà nó rất là một đường thẳng đấy. Nó. Ui, kiếm này thì không ngon rồi. Đây, này bỏ kiếm này. Ui, đây nữa. Súng cối anh em ơi. Ui, nó bắn ra cái gì ấy? Ui, nó bắn ra cái gì nhỉ? Ui, lại có súng kích rồi anh em ơi. Nhìn này. À, nó bắn ra một miếng Lego anh em ạ. Nó bắn ra một miếng Lego. À ha. Giờ mới nhận ra. Đâu. Còn gì nữa đâu mà khóc. Trời ơi, sao con này nó nhanh thế? Vừa mới lao xuống luôn. Sao bình ngáo thế ta? Cứ đứng lên trên đấy là được rồi. Cố mà làm cái gì? Để nó giấu hết hòm rồi. Ơ, vẫn nhận được này. Lục lại gần kìa. Thôi, không có hòm luôn. Không có hòm luôn. Úi xong. Ôi xúc. Để rồi, ôi thôi. Mà chơi game đen đéo chịu được. Cái tật súng con là kiểu dùng chết ngu. Giác thật. Úi đời. Hòm đâu hết rồi, cách dài. Xấu hết hòm rồi kìa.
Ui. Ui. Ui vãi, nhìn thằng này hòm này. Tôi xin cái hòm mình ra. Sao động đôi này. Vãi cả trưởng ạ. Thằng này nó nhặt hòm hết luôn. À, có phải đúng Lego à? Ui, thằng này có cả skin đỉnh hết. Ui. Con thần này có skin mới à? Cái đấy à? Con súng chơi. Ở đây cho nhiều hòm nữa rồi, nó không cho nữa ta. Còn 3 thằng VIP 8 à. Yêu vậy đây. Ủa cái gì đấy, cái gì lá à? Ờ ngon. Ngu này, ngu này. Rồi. Như cái đầu to này. Đầu to cầm một sắc ca đư không để vãi. Chào các bạn, mình là Linh đây. Đi du học tiếp thôi anh em ơi. Này, mấy em nhìn thấy con đầu to đỉnh không? Nhìn này. Nó này. Đầu to cầm một sắc ca đư không em ạ. Vãi cả Linh chiến vậy. Ôi, nhìn kìa, chạy nhanh. Ôi, con đấy không phải con đầu to bình thường đâu. Con đấy là... nó là con nữ hoàng bóng tối. Ôi, má. Sư chứng bệnh à? Ui, anh em nhìn này. Trời. What the hell, what's that? Ui, sao động đốt rồi. À, siêu chiến binh à? Một cái đầu đầu mình không sợ đâu. Một con zombie đòn lo được. Ui, đau. Thế mà vẫn chết nhở? À thế.